Độc lạ chưa? Những chú chuột này đang dùng bẫy chuột làm dụng cụ rèn luyện sức khỏe. Hít vào thở ra vươn thở quá là đỉnh. Chỉ cần có một động tác không đúng chuẩn thì sẽ lập tức bị kẹp cổ không thương tiếc. Sau đó là trò đuổi bắt rèn luyện sức bền, huấn luyện khả năng phản xạ và tính ổn định của chúng. Ngoài ra còn phải am hiểu cảm bắn cung, làm thế nào để một đập ăn ngay bách phát bách chúng. Đây đều là những hạng mục cơ bản mà một con chuột được sinh ra bắt buộc phải luyện tập và rèn luyện. Lý do tại sao phải học thì rất đơn giản, để tồn tại chứ còn gì nữa. Trong một vương quốc chuột ở dưới lòng đất, mỗi một con chuột sau khi sinh ra đều được răn đe rằng gấu là sự tồn tại xấu xa và đáng sợ nhất. Bánh xe, bóng đèn hay cả một căn nhà cũng đều sẽ bị chúng nuốt sạch chỉ trong một lần. Còn gấu ác quỷ chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng hàng trăm con chuột. Tất cả những con chuột trong vương quốc nghe xong đều sợ hãi đến biến sắc. Cơ mà Harry thì không. Hôm đó, Harry đã vẽ một bức tranh gấu và chuột chơi cùng nhau. Kết quả lại bị các bạn nói rằng đây là tác phẩm thất bại nhất trên thế giới. Chuột và gấu không bao giờ có thể trở thành bạn tốt được, hiểu không? Harry nghe vậy thì lập tức lên tiếng phản đối. Mọi người chưa từng gặp gấu thì làm sao có thể khẳng định như thế được?